Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn đạo đức lớp 5 qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập môn đạo đức lớp 5. Bài 3. Có chí thì nên. Bài tập số 1. Em hãy chọn một trong các từ ngữ khó khăn, bền chí vượt qua, ước muốn, cuộc sống để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây cho phù hợp. Rồi cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ hoàn thành bài này như sau. Trước hết là khó khăn này, có thể đến với bất kỳ người nào trong cuộc sống. Nếu biết quyết tâm, bền chí vượt qua thì có thể đạt được ước muốn. Được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành như sau. Khó khăn có thể đến với bất kỳ người nào trong cuộc sống. Nếu biết quyết tâm, bền chí vượt qua thì có thể đạt được ước muốn. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Đánh dấu cộng vào ô trống trước ý em cho là đúng. A. Chỉ những người có khó khăn trong cuộc sống mới cần phải có chí. Điều này là không đúng. Bất kỳ một người nào trong cuộc sống cũng cần phải có chí, đúng không? Ví dụ chúng ta là học sinh, chúng ta chưa gặp phải những khó khăn trong cuộc sống nào. Nhưng nếu các em không có chí thì các em sẽ học không tốt. Thầy giáo ví dụ, em có một lỗi chữ xấu hoặc là có lỗi phát âm hơi bị ngọng, nếu em không có chí, em không rèn luyện thì chắc chắn là các em sẽ không sửa được những cái tật này, những cái lỗi này, đúng không? Như vậy chỉ những người có khó khăn trong cuộc sống mới cần phải có chí là không đúng. B. Nếu biết cố gắng, quyết tâm trong học tập thì sẽ đạt được kết quả cao. Điều này là đúng. Trong cuộc sống, bất kể một việc gì, chúng ta cần phải có cố gắng, quyết tâm thì chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt. C. Con trai có chí hơn con gái. Điều này là không đúng. Con trai và con gái, nếu có quyết tâm, có cố gắng thì đều là những người có chí, chứ không riêng gì con trai có chí hơn con gái. Thực tế trong cuộc sống là có rất nhiều những người phụ nữ thành công. Câu C là chúng ta không tán thành. Câu D, con gái chân yếu tay mềm chẳng cần phải có chí. Con trai hay con gái đều phải có chí, đều phải có quyết tâm thì chúng ta mới thực hiện được những ước mơ trong cuộc sống. Như vậy ý D này cũng là không đúng. Ý D, người khuyết tật nếu có ý chí học tập, rèn luyện cũng trở thành người có ích cho xã hội. Điều này là chúng ta hoàn toàn là tán thành. Điều này rất là đúng. Câu E, có công mài sắt có ngày nên kim. Điều này là thể hiện nếu một con người có quyết tâm, có lòng kiên trì thì sẽ có một ngày thành công. Điều này là đúng. G, kiên trì quyết tâm khắc phục sửa chữa những khuyết điểm hạn chế, thói quen xấu của bản thân như nói ngọng, nói lắp, chữ viết xấu, học kém toán hay nói chuyện riêng trong giờ học cũng là người có chí. Điều này là đúng. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Tự đánh giá. Em đã có ý chí trong học tập, rèn luyện và trong cuộc sống chưa? Rồi điều này thì mỗi em, các em sẽ tự biết là bản thân mình đã có ý chí trong học tập, rèn luyện và trong cuộc sống chưa. Hãy ghi lại một việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, thể hiện sự cố gắng, quyết tâm vươn lên của em. Ở đây thầy giáo ví dụ, các em tham khảo. Em đã có ý chí rèn luyện trong cuộc sống, cụ thể như thế nào? Sự cố gắng của em được thể hiện
Qua nỗ lực trong học tập, em đã có thể làm được các bài toán khó và các bài văn miêu tả. Ngoài ra, nhờ chăm chỉ luyện tập thể dục nên em luôn khỏe mạnh và cao hơn. Rồi, như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.